Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Để sáng tạo ra một bức tranh, thông thường các họa sĩ phải mất nhiều giờ đồng hồ lên ý tưởng, phác thảo, pha màu, vẽ và hoàn thiện. Chưa kể trước nhất, họ phải tìm được nguồn cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Vậy mà họa sĩ người Ukraine Svetlana Teles tuyên bố bà đã hoàn thành một bức tranh trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Điều kỳ lạ là bà vẽ trong vô thức, như thể có ai đó cầm tay bà, uốn lượn ngòi bút tạo ra tác phẩm nghệ thuật mang nhiều bí ẩn mà đến tận ngày nay người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chuyện kể rằng Svetlana luôn cảm thấy như có ai đó trú ngụ ở bên trong cơ thể mình. Và một ngày nọ, bà cảm thấy bị thôi thúc rồi vẽ ra một bức tranh kỳ quái. Đó là hình ảnh người phụ nữ mảnh mai mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu đen. Cô ta đi dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu. Svetlana kể về sự ra đời của bức tranh. Tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi luôn xua đuổi những suy nghĩ như vậy. Sau đó một ngày nọ, nhân tiện đó không phải là một ngày mưa, tôi đang ngồi trước một tấm vải trắng và nghĩ xem mình có thể vẽ gì. Bất giác tôi nhìn rõ đường nét của một người phụ nữ, khuôn mặt của cô ấy, màu sắc, sắc thái. Tôi nhìn thấy từng chi tiết của hình ảnh, tôi bắt đầu vẽ nó như thể ai đó đưa tay tôi vẽ lên tấm vải. Và chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành nó. Bức tranh sau đó được Svetlana đặt tên là Người đàn bà trong mưa và được đem đến cửa hàng bán tranh. Người mua đầu tiên là một nữ doanh nhân sống một mình, cô ấy treo nó trên tường trong phòng ngủ. Và sau 2 tuần, Svetlana nhận được một cuộc gọi vào đêm muộn từ người phụ nữ nói rằng: "Làm ơn hãy lấy lại bức tranh đó đi, tôi không ngủ được, cảm giác như có người khác trong căn hộ của tôi vậy. Tôi thậm chí còn tháo nó xuống và giấu nó sau tủ, nhưng tôi vẫn có cảm giác này." Người mua thứ hai là một thanh niên. Sau khi mua bức tranh được một thời gian, anh ta đã mang nó trả lại cho Svetlana mà không thèm lấy lại tiền của mình. Anh ta nói rằng hàng đêm anh ta liên tục mơ thấy bóng người phụ nữ đi lại xung quanh. Điều đó khiến anh ta phát điên và vô cùng sợ hãi. Người thứ ba mua bức tranh là một người đàn ông. Anh ta nghi ngờ về những lời đồn đại quanh bức tranh kỳ quái này và mặc kệ tất cả. Thế nhưng sau khi rước bức tranh về, anh đã nhanh chóng phải đem trả lại nó vì anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong tranh mở mắt. Anh ta cũng tuyên bố rằng mình bị đau đầu dữ dội khi ở trong căn phòng với nó. Sau nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, Svetlana đã lên tiếng khẳng định: "Tôi chắc chắn rằng mọi bức tranh đều được sinh ra để dành cho một số người cụ thể. Tôi tin rằng đối với bức tranh Người đàn bà trong mưa của tôi cũng vậy. Tôi hiểu rằng nhiều người trong số các bạn không cần sự đau buồn này trong mắt mình. Nó không chỉ là một đồ trang trí nội thất. Tôi chắc rằng có một số người đang tìm kiếm nó, cũng như nó đang tìm kiếm một người nào đó." Trên trang blog Paranormal Haunting, tác giả Karen Glockham cho rằng, từ những gì Svetlana nói, có vẻ như cô ấy đã sử dụng một phương pháp có tên là chủ nghĩa tự động siêu thực. Đây là một phương pháp làm nghệ thuật, trong đó nghệ sĩ ngăn chặn sự kiểm soát có ý thức đối với quá trình tạo ra tác phẩm, cho phép tâm trí vô thức hoạt động. Các nhà tâm linh cho rằng tinh thần có thể kiểm soát cơ thể con người. Không rõ câu chuyện thực hư ra sao và liệu có phải bức tranh này mang một năng lực thần bí như đồn đại của mọi người. Chỉ biết rằng đến nay, bức tranh này vẫn để lại nhiều câu hỏi mà chưa ai có câu trả lời rõ ràng. Não bộ của chúng ta kỳ diệu lắm. Nó cho phép chúng ta làm được những chuyện không tưởng, nhưng đồng thời, những hành động tưởng như cực kỳ đơn giản thì lại không làm nổi. Hành động dưới đây là một ví dụ. Thử xem nhé. Đầu tiên, giơ hai tay lên trước mặt. Tay trái giơ ngón trỏ chỉ lên trên, tay phải giơ ngón cái hướng về phía trước. Sau 2 đến 3 giây đổi tay, tay phải giơ ngón trỏ, tay trái giơ ngón cái. Cứ đổi như vậy với tốc độ ngày càng nhanh. Tốc độ yêu cầu là đổi liên tục, mỗi lần 1 giây. Bạn có làm được không? Nếu được, bạn có tố chất trở thành một tay trống điêu luyện, hoặc chỉ cần qua luyện tập là làm siết tung hứng được. Thậm chí, bạn có thể thuộc vào nhóm cực kỳ ít người có khả năng sử dụng linh hoạt cả hai tay cùng một lúc.
được gọi là ambidexter. Tại sao hành động đơn giản này lại khó đến thế? Cũng giống như việc một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn vậy, bạn rất khó có thể làm được cả hai việc cùng một lúc trên cả hai tay. Chuỗi hành động này đòi hỏi bạn kích hoạt cả hai bán cầu não hoạt động. Và đương nhiên, tình trạng nhầm lẫn là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, khi con người sinh ra, chúng ta có một bên chiếm ưu thế, phần lớn là bên phải, trong khi số nhỏ hơn là bên trái, tức là thuận tay trái, chiếm khoảng 10% dân số. Chúng ta có xu hướng ưu tiên tay thuận của mình hơn, viết bằng tay thuận, tập võ ưu tiên bên thuận. Nhưng những ambidexter thì khác, họ bẩm sinh đã có thể sử dụng linh hoạt cả hai tay, tức là linh hoạt trong cách não bộ vận hành. Nhưng rất tiếc, những người có khả năng này chỉ chiếm chưa đầy 1% dân số thế giới mà thôi. Và ngay cả trong số các ambidexter, vẫn có những người vượt lên trên với khả năng sử dụng cả hai tay cùng lúc. Họ có thể viết bằng hai tay cùng một lúc, thậm chí mỗi tay một thứ tiếng, như trường hợp của Chen Xiyuan. Cô gái Trung Quốc này đã từng rất nổi tiếng vì khả năng một tay viết tiếng Anh, một tay viết tiếng Trung một cách linh hoạt trong cùng một thời điểm. Cần phân biệt rõ ambidexter và những người tập sử dụng tay không thuận. Trên thực tế, vẫn có những người sử dụng được cả hai tay, nhưng họ trở nên như vậy là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải bẩm sinh họ là ambidexter. Có thể lấy ví dụ như những người thuận tay trái. Nhiều người luyện viết bằng tay phải nên họ có thể viết bằng cả hai tay. Nhưng tay thuận của họ vẫn là tay trái nên không thể gọi là ambidexter được. Vậy, ambidexter được gì và mất gì? Dù có khả năng vận dụng linh hoạt giữa hai bán cầu não, nhưng đó thực chất cũng là bất lợi của những người thuận cả hai tay. Cần biết rằng, não bộ của con người rất tệ trong việc tập trung vào làm nhiều việc một lúc. Ví dụ như khi nghe nhạc và làm việc, bạn thực chất chỉ tập trung vào một thứ thôi, và thứ còn lại, hiệu quả thông tin thu nạp vào không hề cao. Nếu như cố gắng tập trung vào cả hai, não bộ lại phải liên tục chuyển đổi và mỗi lần chuyển là một lần bạn chịu tổn thất nhất định. Hệ quả năng lượng dùng cho não bộ bị tiêu tốn nhiều hơn mà hiệu quả cũng chưa chắc được đảm bảo. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ thuận cả hai tay thực chất có điểm số thấp hơn trong các bài kiểm tra về trí tuệ, khả năng ghi nhớ, tính logic. Chúng cũng khó khăn trong việc học ngoại ngữ và thậm chí còn có nguy cơ mắc rối loạn tăng động cao hơn trẻ bình thường. Âu cũng vì não bộ của chúng bị phân tán tư duy quá nhiều, khó tập trung được. Tuy nhiên, thuận hai tay cũng đem đến những lợi điểm nhất định. Theo nghiên cứu của Đại học Montclair, những người có khả năng này thường có cảm xúc rất ổn định, khó bị lung lạc. Ngoài ra, họ có rất nhiều năng khiếu trong các môn thể thao, nghệ thuật và âm nhạc. Rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử có thể sử dụng linh hoạt cả hai tay. Leonardo da Vinci, Picasso, Richard Feynman hay thậm chí cả Albert Einstein là những người như vậy. Nghĩa là xét trên một góc độ nào đó, người thuận hai tay thực sự có thể xem là thiên tài. Bạn có thuộc vào 1% những người có nguy cơ làm thiên tài không? Để lại bình luận nhé!